tại Atlanta thuộc tiểu bang Georgia, nước Hoa Kỳ. Trong trung tâm Georgia World Congress Center, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm tổ chức chương trình Đại hội Toàn cầu lần thứ 59 từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2010. Pastor Jeremias Fernandez. Jeremias Fernandez. Yes. Okay. And my wife, Eunice. Eunice Fernandez. Eunice Fernandez. Where are you from? We come from the Philippines, particularly in the Central Philippine Union Conference, right in the middle of the big island of a big country of the Philippines. Đây là Pastor Fernandez và đây là vợ của ông Eunice, và cả hai đều đến từ đất nước, một đất nước hàng xóm của chúng ta, đó là đất nước Philippines. Is this the center of Philippines? Yeah. Và ngay ở cái trung tâm của Philippines. Okay. So, can you share with us what is your feelings when you come to the GC sessions? Well, we are very excited because this is the first time after 38 years in the service of the Lord. We mingled in the community of the World Church. It's okay. Very exciting, you know. Very happy. Okay. Họ rất là vui mừng tại vì đây là lần đầu tiên họ được tham dự cái đại hội toàn cầu tổng hội sau 38 năm phục vụ Chúa. So, can you share with us so how is the church doing in Philippines? Well, I can particularly say about the publishing program because I work in the publishing. Publishing program? Yeah, the publishing program. Okay. And we're very active. We have more than 1,000 liturgy evangelists, including the students. We always have a sale, $3 million, the books that we sold. Oh, the books that you sold, so $3 million? A year. A year, okay. Mục sư này là phụ trách một cái nhà xuất bản ở bên Philippines và mỗi năm thì cũng là khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Okay, thank you very much. Thank you very much. I know that there are a few Vietnamese coming to Philippines. So, have you seen any Vietnamese people over there? Yes, exactly. Just last March, last March, we visited Palawan, one of the beautiful islands, where the underground river is. The beautiful village created by the Vietnamese refugees who came to the Philippines and was given by the mayor there a certain area for their own community. It's about 300 homes. Ông pastor của chúng ta ở đây là đã gặp và tiếp xúc được một ngôi làng là bao gồm 300 cái gia đình người Việt Nam ở đó, và cái ngôi làng này nằm trên một hòn đảo rất là xinh đẹp. Hòn đảo Palawan, đó là một hòn đảo rất là đẹp ở Philippines. Chào quý vị, hôm nay là đêm 30 tháng 6, đó là trong những ngày tại Đại Hội Đồng ở đây. Ba tổng hội họ tường trình tối hôm nay về cái sự phát triển của họ trong 5 năm vừa qua. Kính thưa quý vị, Tổng hội Nam Á Thái Bình Dương có tất cả là 18 đất nước, và điển hình là đất nước Việt Nam của chúng ta, rồi đất nước Campuchia, Thái Lan, Lào, vân vân. Và trong vòng 5 năm vừa qua thì Tổng hội Nam Á Thái Bình Dương đã phân phát được 10.000 quyển kinh thánh đến cho các em nhỏ ở đất nước Indonesia và Philippines. Và đồng thời trong năm 2009, Tổng hội này tổ chức một cái chương trình vĩ đại đã mời rất nhiều người tín đồ đến tham dự, cả hơn ngàn người tín đồ. Họ đến được huấn luyện các phương pháp truyền giáo và các nhóm nhỏ và phục vụ cộng đồng. Và thứ tiên có biết hôm qua cái chương trình mà phát triển hay là tổ chức của Tổng hội Nam Á Thái Bình Dương, họ gia tăng đến 1.4 triệu tín hữu cho đến ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa.
và điển hình là nước Hungary, Iraq và Đan Mạch. Ở Tổng hội Liên Âu Châu này, từ năm 2005 đến 2009, thì họ đã thành công trong việc xây dựng hơn 200 nhà thờ mới và thành lập hơn 1.400 nhóm nhỏ. Qua những cái phương pháp mà đó họ huấn luyện đó từ nhóm nhỏ này kia, thì họ tổ chức hơn 2.000 cái chương trình truyền giảng lớn. Thì như thế thì họ đã gia tăng chương trình tín hữu đó từ 2005 cho tới 2009 đó, họ gia tăng 20%, thủ tiên có biết không? 20% là người làm phóng tên dạ, đúng, mới họ. Đúng. Yeah. Thì ngày hôm nay họ có 112.000 tín đồ. Cho nên có thể trong những cái tổng hội này không lớn bằng những tổng hội khác, nhưng mà họ sốt sắng. Quý vị, không biết là thủ tiên có biết bên Âu Châu truyền giáo rất khó. Nhưng mà cái lực lượng mà trong 4 năm vừa qua mà gia tăng 20%, đó là một cái sự thành công của cái tổng hội đó. Chúng ta cảm tạ Chúa về điều đó. Amen. Kính thưa quý vị, Tổng hội Tây Trung Phi Châu có tất cả là 22 nước. Và họ có một cái khẩu hiệu là Each one, win one, each one, tell the world. Có nghĩa là mỗi người sẽ dẫn đến một linh hồn về cho Chúa, và mỗi người sẽ có trách nhiệm nói cho thế giới biết về Chúa Giê-xu. Amen. Cứ qua cái phương pháp đó, thủy tiên à, họ đã tổ chức cái chương trình truyền giáo rất lớn tại cái trường đại học ở Bangkok. Và họ đã làm với tem 12.000 người tín đồ. Wow. Cho nên đó là cái sự phát triển rất lớn. Và kính thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2009 thì Tổng hội Tây Trung Phi Châu đã bán được gần 2 triệu quyển sách nói về Chúa Giê-xu. 2 triệu quyển sách. Yeah. Và kết quả của việc này là khoảng 5.500 người đã gia nhập vào hội thánh và chịu phép báp têm. Amen. Qua cái những phương pháp một cái tổng hội này đã làm đó, thì họ đã gia tăng 100.000 tín đồ trong 4 năm vừa qua. Và ngày hôm nay họ có đến 850.000 tín đồ. Cảm tạ Chúa. Như vậy là cũng gần tới 1 triệu rồi đó. Và cái mục tiêu của họ, quý vị nghe đây, là họ muốn là trong 5 năm sắp đến, là trong cái kỳ đại hội kỳ tới đó, là họ muốn gia tăng gấp đôi số tín đồ. Gấp đôi số tín đồ qua những phương pháp của nhóm nhỏ. Và những nhóm nhỏ làm sao họ đã thành lập, tự lập, có nghĩa là không cần tài chính của những cấp trên nữa để họ có thể thành lập được. Tại sao họ đặt cái mục tiêu đó? Họ nói như thế này, thì qua cái sự tự lập đó, họ mong rằng thành lập thêm 4 liên hiệp hội nữa để cho cái tổng hội đó được phát triển. Đó là một cái hoài vọng, ước mong rất lớn luôn. Tôi cũng mong rằng cái tổng hội Nam Á Thái Bình Dương, hay nhất Việt Nam chúng ta, biết đâu một ngày nào đó mình cũng có được cái liên hiệp hội ha. Yeah. Cảm tạ Chúa. Và cảm ơn quý vị đã nghe được cái chương trình tối hôm nay để tường thuật. Mong là quý vị trở lại ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp theo những cái báo cáo của những tổng hội khác.